Hồi cuối tháng 6 thì mình có lướt Lazada và xem có gì hay để mua về review không. Vì cũng đã khá lâu rồi mình không mua đồ ở trên trang thương mại điện tử này. Và có thấy một sản phẩm khá là hay ho với mức giá khoảng tầm 1 triệu. Đó chính là con mic FIFA Ampligam này. Lý do mình mua nó thì vì với mức giá này mà nó được trang bị quá nhiều tính năng luôn. Vì là shop ở nước ngoài thế nên cũng phải đợi mất khoảng tầm 2 tuần thì hàng mới tới nơi. Cũng không quá lâu so với việc mua hàng từ nước khác. Ấn tượng ban đầu về phần đóng gói và hộp của nó thì mình thấy hãng làm khá là chỉnh chu và cẩn thận. Mặc dù những thông tin về sản phẩm in trên vỏ hộp còn nhìn tương đối sơ sài và thực ra thì nhìn đúng là hàng tàu luôn, nhưng với tầm giá này thì chúng ta khó có thể đòi hỏi hơn được. Và đây sẽ là chiếc mic sau khi được lắp toàn bộ những phụ kiện vào. Thật sự khi nhìn như này mình tin rằng sẽ không nhiều người nghĩ nó chỉ có mức giá khoảng tầm hơn 1 triệu, vì đúng là hãng đã nhồi nhét cực kỳ nhiều tính năng vào nó. Đầu tiên nổi bật nhất chính là đèn LED RGB. Thường ở trong tầm giá này thì ở trên dòng mic thị trường thì bạn chắc sẽ chỉ có một đèn LED nhỏ để báo mic có đang bật hay tắt hay không mà thôi, chứ đừng mong gì đến LED RGB. Nhưng với con này thì nó có một hệ thống đèn LED trông tương đối là đẹp với hiệu ứng chuyển màu mượt mà. Nhìn nó không giống kiểu LED 7 màu thường thấy những sản phẩm đến từ Trung Quốc. Và thậm chí nó có một nút ở trên đỉnh mic để các bạn có thể bật tắt mic nhanh ở phía trên, giống như những sản phẩm đến từ HyperX. Và tất nhiên thì khi bạn bật tắt mic thì đèn LED RGB cũng tắt để báo hiệu luôn, trông khá là thú vị. Ngoài nút này ra thì bạn có một núm xoay ở phía dưới đáy mic để tăng giảm độ nhạy của mic. Mình biết là hơi tham lam ở một con mic 1 triệu thế này, nhưng nếu đèn LED của mic có thể sáng, nhạt, hay đậm hoặc là cao hay thấp tùy theo mức độ to nhỏ khi bạn điều chỉnh núm xoay này về độ nhạy của mic thì nó thực sự tốt hơn rất nhiều. Điểm nổi bật tiếp theo chính là cái pop filter được gắn ở phía trước mic. Khá ít cái mic gaming ở trong tầm giá này hoặc là cả tầm giá hơn nữa, độ khoảng tầm 2-3 triệu đồng có đi kèm sẵn pop filter như thế này. Nếu như bạn nào chưa biết thì phần này sử dụng để lọc tiếng ồn không khí từ các âm các bạn nói bật hơi từ miệng ra. Phần pop filter này thì làm dạng phẳng với phần lưới nhựa cứng bao trọn gần như toàn bộ phần mặt trước của mic. Và phần pop filter này cũng được trang điểm thêm một cái họa tiết mặt cười trông tương đối là vui mắt và đỡ nhàm chán. Ngoài pop filter ra thì chiếc mic này cũng được trang bị shock mount để giảm âm thanh truyền từ mặt bàn lên, chẳng hạn như các bạn có lỡ đụng tay vào hoặc là lỡ đụng chân vào trong quá trình sử dụng. Có một số chiếc mic gaming mà mình đã sử dụng ở trong tầm giá này hoặc hơn một chút nữa không hề có cái phần shock mount này, khiến cho bạn chẳng may nếu mà đập tay vào bàn hoặc chạm vào chút thôi là tiếng đã bị thu vào và nghe cực kỳ khó chịu. Vì vậy nhờ phần này mà âm thanh đó thu được trên chiếc mic này giảm đi khá là nhiều và không còn bị như những dòng khác không có phần shock mount nữa. Rồi, quá nhiều ưu điểm cho một chiếc mic như vậy. Vậy thì điểm trừ của nó là gì? Có lẽ là nằm ở phần chất liệu, nó làm hầu như hoàn toàn bằng nhựa, thế nên khi các bạn sờ vào hoặc cầm nắm vào sẽ thấy có một cảm giác rõ ràng đây là một sản phẩm giá rẻ. Tương tự với phần chân đế, phần adapter hay phần vỏ mic thì cả những phần mối nối của sản phẩm này cũng được làm bằng nhựa luôn, thế nên cầm vào các bạn sẽ thấy hơi lỏng lẻo, đặc biệt là ở phần chân đế. Tuy nhiên thì để khắc phục điểm này, các bạn có thể gắn vào boom với adapter ốc tiêu chuẩn ở đây, cùng với đó là nó có khả năng gật gù để điều chỉnh vị trí mic, nhìn chung thì tương đối ổn áp và không có gì gọi là quá to tát ở phần này. Rồi cuối cùng là thứ quan trọng nhất trong chiếc mic, đó chính là chất âm thu được. Thì âm thanh các bạn nghe được từ đầu video đến giờ, toàn bộ được thu bằng chiếc mic này. Phải nói rằng mình khá bất ngờ với chất lượng âm thanh thu được của nó. Tiếng thu tương đối rõ và trong, không có hiện tượng bị méo hoặc thay đổi âm thanh. Mặc dù vậy thì điều này chỉ đúng khi các bạn tắt hết các đồ vật phát ra tiếng ở trong phòng và thu trong một môi trường thật sự yên lặng. Còn khi các bạn bật điều hòa hoặc quạt lên như mình đang bật đây thì vẫn nghe thấy âm thanh đó bị thu vào mặc dù tiếng của nó khá là nhỏ thôi. Có vẻ như sản phẩm này không thích hợp cái tính năng lọc ồn. Và đây sẽ là điểm trừ đối với những bạn chơi game ở trong môi trường nhiều âm thanh. Nhưng bù lại, nếu như các bạn không muốn âm thanh bóp méo hay biến dạng thì nó thực sự rất ổn. Và với chất lượng âm thanh như thế này, mình hoàn toàn có thể sử dụng để thu âm cho video YouTube hoặc là livestream ở trên mạng. Rồi, tổng kết lại về sản phẩm này. Với mức giá khoảng tầm 1 triệu thì theo mình trải nghiệm của nó thực sự đáng tiền kể về mặt hiệu năng và tính năng. Đây là một chiếc mic tốt cho những bạn có kinh phí hạn hẹp nhưng vẫn muốn trải nghiệm những thứ hay ho trên một con mic gaming trong khi vẫn có chất lượng thu âm ổn áp. Và nếu như các bạn mua sản phẩm này đừng quên mua tại đường link mình để trong phần mô tả và phần bình luận video này. Còn bây giờ đừng quên bấm like, share video và đăng ký kênh Instagram ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.